đứng chót bảng trong nhóm đua vô địch, Bình Định nuôi hy vọng nào trong trận đối đầu với Câu lạc bộ Viettel trên sân hàng đấy vào tối ngày mùng 1 tháng 8 tới đây, liệu rằng đội bóng đất Võ có cắt được chuỗi 3 trận thua liên tiếp gần đây hay không? Hãy cùng với kênh YouTube Tin bóng đá đi vào nhận định, phân tích trận đấu giữa Câu lạc bộ Viettel và Bình Định diễn ra lúc 19 h 15 ngày 1 tháng 8 năm 2023 trong khuôn khổ vòng 4, giai đoạn 2 của nhóm đua vô địch tại giải vô địch quốc gia Gút Goody League 2023 câu lạc bộ Viettel vừa có trận thắng đậm đến 4, không trước đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Điều ấy đã giúp thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh rất hưng phấn trong cuộc tiếp đón Bình Định ở trận đấu trên sân nhà hàng đấy sắp tới. Cần nhắc thêm, trận thắng Hà Tĩnh mới đây đã giúp Viettel tiếp tục nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch khi bằng 28 điểm với câu lạc bộ Công an Hà Nội Hà Nội, kém Hà Nội và Thanh Hóa đúng một điểm. Vì vậy, mục tiêu của Viettel là phải thắng trong trận này để đua ngôi đầu. Ở chiều ngược lại, sau 3 trận thua liên tiếp, mới nhất là thất bại với tỷ số 0, 2 trước thanh hóa, câu lạc bộ Bình Định đã rơi xuống vị trí cuối cùng ở nhóm đua vô địch. Bình Định đang có khoảng cách đến 9 điểm so với Việt Theo nên họ gần như chẳng còn hy vọng trong việc đua tranh ngôi đầu, thậm chí là khó lọt vào top 3. Tuy nhiên, điều người hâm mộ đất võ mong chờ là đội bóng con cưng của họ không buông xuôi ở những trận còn lại của mùa giải, đồng thời phải đá cống hiến, hết mình vì khán giả. Sở dĩ thế, bởi dẫu có khoảng cách với nhóm đầu trong cuộc đua vô địch, nhưng Bình Định hoàn toàn có thể lọt vào top 5 tổng sắp vào cuối mùa như mục tiêu ban đầu đề ra. Chưa kể, với một đội bóng được đầu tư không nhỏ như Bình Định, việc buông xuôi với những trận thua liên tiếp thật khó chấp nhận. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng buộc phải nỗ lực ở những trận còn lại. Trước mắt là chuyến làm khách trên sân nhà của Viettel Hồng Cắt thua. Nếu Bình Định quyết tâm giành điểm, đây sẽ là trận đấu khó cho chủ nhà Viettel. Lực lượng của đội khách không tệ và đủ sức làm khó cho thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Vì vậy, nhà Viettel cần phải rất cẩn trong trong cuộc đối đầu này, nếu không muốn bị trả giá. Bên cạnh đó, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng muốn cắt chuỗi trận toàn thua mới đây. Trận này, Viettel sẽ mất ngoài binh đến từ Ai Cập là Mohamed Essam vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng, nhưng điều này cũng không quá ảnh hưởng đến lực lượng của đội chủ nhà. Trong khi đó, khả năng chân sút Rafael Sun của Bình Định sau một vòng đấu phải dưỡng vì chấn thương sẽ ra sân ở trận này. Trong lịch sử, Mỗi khi câu lạc bộ Việt theo và Bình Định gặp nhau luôn là trận đấu rất hấp dẫn. Xét lịch sử đối đầu, trong 10 lần gặp nhau, Việt theo đang có lợi thế khi thắng 6, hòa 2 và thua 2. Đặc biệt ở trận lượt đi của V-League 2023 câu lạc bộ Việt theo đã thắng Bình Định với tỷ số 2, 1, nên đây sẽ là lợi thế tinh thần cho đội bóng này. Còn Bình Định quyết tâm đòi món nợ lượt đi. Trận này, thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đang rất muốn có 3 điểm để đua vô địch nên đây sẽ là bài toán khó cho khung thành của thủ môn văn lâm và hàng phòng ngự bên phía đội khách bình định xét thiên thời địa lợi và cả nhân hòa bình định khó có điểm trong trận này và khả năng họ sẽ có thêm trận thua thứ tư liên tiếp trong khi đó viettel đang khát khao giành chiến thắng để vượt lên trong cuộc đua vô địch chúng tôi dự đoán viettel sẽ có chiến thắng trước bình định ở vòng đấu này được biết trận đấu giữa Viettel và Bình Định sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 1 tháng 8 năm 2023 trong khuôn khổ vòng 4 giai đoạn 2 của nhóm đua vô địch V-League 2023. Từ những phân tích trên, quý vị và các bạn nhận định thế nào về trận đấu giữa Viettel và Bình Định, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng, ai là cầu thủ ghi bàn. Hãy chia sẻ ý kiến nhận định của quý vị dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ kênh youtube tin bóng đá của chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại